bút này. Đây là hai motor của hai chổi quét trái và phải. Đây là chổi quét giữa thì được điều khiển bởi cái mạch điều tốc này. Đây là cảm biến bên trái, cảm biến giữa, cảm biến bên phải. Đây là mạch cầu hát LM298. Đây là mạch giảm áp. Thì cái mạch này giảm điện áp từ 12V từ pin xuống còn khoảng 6,8-7V. Còn đây là ESC để điều khiển motor hút bụi. Đây mình sẽ đấu ba cái dây này. Còn đây là mạch test servo để điều khiển quạt hút bụi, điều khiển tốc độ. Lúc trước mình để hai cảm biến trái và phải để bên này, nó có cái hiện tượng nó không quay được con robot, vì vậy mình điều chỉnh lên trên này. Thì là lên trên này thì ổn hơn. Đây là mạch cảm biến hồng ngoại. Mình làm thêm mạch này để chống rơi cầu thang. Khi mà xuống cầu thang thì cái mạch này không còn nhận được cái tín hiệu từ mặt đất phản hồi lại, thì lập tức là robot sẽ lùi lại để tránh rơi cầu thang. Các bạn cắm làm sao để cho motor quay cùng chiều kim đồng hồ